hay xem với bạn, mình là Trường đây. Thì mỗi người đều có một lối chơi ưa thích. Vậy với lối chơi đó thì họ sẽ lựa chọn cây vợt của mình như thế nào? Đầu tiên với mình thích lối chơi công thủ toàn diện, nên sự lựa chọn của mình sẽ là cây vợt Turbo Checking 75 đến từ nhà Lightning, mang lại cho mình sự linh hoạt giữa tấn công và phòng thủ. Anh Khánh sẽ lựa chọn cây vợt gì để phù hợp với lối chơi của mình? Với một người được mệnh danh là máy giặt như anh thì anh nghĩ cây 9000C là cây phù hợp với anh. Bởi vì cái nặng đầu thì nó cũng không quá nặng, nhưng mà cái khả năng đập cầu nó khá là rất là đã. Vậy với anh Nam sẽ lựa chọn cây vợt nào để phù hợp với lối chơi của mình? Là một người thích lối chơi tấn công phản tạc thì mình sẽ ưu tiên chọn những cây vợt nhẹ để đảm bảo sự linh hoạt. Tuy nhiên vẫn phải nặng đầu để đảm bảo chất lượng của những cú đập. Và sự lựa chọn của mình là AFOX 70. Và đó là sự lựa chọn của mình cũng như là hai reviewer chân chính của VNB. Vậy còn sự lựa chọn của các bạn là gì? Hãy comment phía bên dưới để cho bọn mình cùng biết nha.